bác kiểm dịch em ạ, tí nữa là chuyển thuốc. Cái này là một đường ai nữa. Đây, bác sĩ cử đến ăn rồi. Mai nói là Mai có bị Covid không nhỉ? Tại sao cái đi nay nó lại lên 6.000 nhỉ? À, ho thì kéo dài đúng không? Các bạn của em bổ xong thì chắc là chúng ta sẽ dùng một chút. Hôm qua mới làm nên con xem chết đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng hai bình tĩnh nhé. Anh bơm thuốc em thấy ấm ấm chân chưa? Chủ ơn nhân nhỏ. Chị Mai ơi, nhà bộ xong thì sẽ nằm ở khoa phẫu khoảng 6 đến 8 tiếng để các cô chuyển lên phòng nhé. Chị Mai đã rất là kiên cường để ngăn bé này thì tham gia rất nhiều hoạt động cho đài lên đài này, rồi cho bệnh viện phụ sản, cho cộng đồng. Chúc mừng Mai nhá, chúc mừng mẹ con nhá, chúc mừng cả nhà và thực sự là từ trái tim bác sĩ An rất cảm ơn, yêu quý phụ sản, yêu quý bác sĩ An, yêu quý ekip của bệnh viện nhá. Cảm ơn. Chúc anh chị sức khỏe này, rồi điều may mắn nhất là cho em nhé. Mình sinh xong rồi cũng không thấy đáng sợ lắm. Thực ra là rất là hạnh phúc tại vì là em bé khóc rất to. Các bác sĩ thì tuyệt vời. Và thấy là việc để mổ không đáng sợ như là mọi người vẫn sợ. Và quan trọng nhất là tinh thần của mẹ. Thấy đấy là một cái điều rất là hạnh phúc. Mình sẽ có cái nghị lực hơn. Đây cũng là một ca mổ lấy thai đặc biệt hơn những ca khác. Sản phụ đã bị nhiễm Covid trong thời kỳ mang thai. Và đến tận hôm nay mổ lấy em bé ra thì sản phụ vẫn còn những cái biểu hiện của ảnh hưởng chức năng đông máu. Và trong suốt quá trình mang thai, sản phụ phải liên tục sử dụng Evolox là một cái chất mà để chống quá trình rối loạn đông máu này. Hôm nay là một ngày thật là đẹp và xin chúc mừng cho mẹ Mai và em bé đã có một hành trình rất là dài, rất là cố gắng đồng hành cùng các bác sĩ bệnh viện phụ sản Hà Nội. Em bé mổ ra được 3 cân 1, rất hồng hào, xinh xắn, khỏe mạnh. Vì mẹ Mai cũng đã mổ những lần trước cũng hơi dính một chút nhưng không sao cả. Cả cuộc mổ rất an toàn, không mất máu. Chúng tôi thật sự là hạnh phúc cùng với mẹ Mai và em bé có một hành trình đồng hành như vậy với nhau. Và xin chúc mừng cả gia đình, xin chúc mừng tất cả các ekip y bác sĩ. Chúng ta xin được chia vui niềm vui hạnh phúc lớn lao này với chị Mai, em bé và cả gia đình. Xin cảm ơn.